Thưa quý vị, trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, môn giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong các môn học bắt buộc ở bậc trung học phổ thông. Tuy nhiên, không chờ đến khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai, những năm qua, môn học này đã được các trường học chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện. Một tiết học giáo dục quốc phòng và an ninh của học sinh lớp 10, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Khuyến về kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Với hướng tiếp cận mở, khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo trong học tập, bộ môn này không còn khô cứng với các bài học lý thuyết mà tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh. Hai môn giáo dục quốc phòng nó rất là bổ ích và nó mang lại rất là nhiều kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Ví dụ như là như mấy anh chị đã thấy là đang băng bó vết thương là em có thể sơ cứu cho bản thân và cho cùng bạn bè gia đình trong những lúc cần thiết và cấp bách nhất. Giáo dục quốc phòng an ninh trong trường phổ thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, ý chí kiên cường. Qua gần một năm triển khai giảng dạy sách giáo khoa mới, những đổi mới trong cách dạy học, truyền thụ kiến thức, kỹ năng được các giáo viên đánh giá cao, mang lại những hiệu quả giáo dục tích cực. Giáo dục quốc phòng an ninh thì đối với khối 10 thì cái nội dung mới thì nói chung là rất là phong phú và đa dạng. Thứ hai nữa là để giúp cho cái người học của mình á thì nó phát triển hơn nhiều về kỹ năng. Thứ nhất là cái mức độ thực tiễn. Vì trong cái môi trường quân sự á là nó sẽ khác với thực tiễn ở ngoài. Cho nên là cái bài học á là nói chung tập trung chính vào cái vấn đề mà để cho giúp học sinh nó phát triển về cái năng lực. Thứ hai nữa là những cái bài học phát triển về cái tố chất, thể lực cũng như là những cái kỹ năng sống. Sau một năm mà thực hiện cái chương trình sách giáo khoa mới này thì tôi thấy là nó rất chi là phù hợp với đối tượng học sinh. Thì chương trình nó mở ra, học sinh sẽ tự nghiên cứu được và nó nắm bắt được nhiều hơn, có ý nghĩa hơn so với trước kia là các em chỉ ngồi đọc và nghe. Thì hiện nay thì các em sẽ tự tổ chức hoạt động, chia nhóm, các em sẽ nghiên cứu được những cái mà trước đó thì các em phải nghiên cứu ở nhà và nên các em trình bày được ý tưởng của mình. Là môn học đặc thù, giáo dục quốc phòng an ninh đòi hỏi điều kiện riêng về sân bãi, trang thiết bị cũng như đội ngũ nhà giáo. Để nâng cao chất lượng dạy, học bộ môn này, thời gian qua, thành phố đã tổ chức cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Vừa qua, một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố cũng đã được lựa chọn để giảng dạy thực nghiệm sách giáo khoa giáo dục quốc phòng an ninh theo chương trình mới ở lớp 12, lan tỏa tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng thời kỳ mới.